Trời ơi, mấy bạn dễ thương quá. Ủa? Gì vậy ta? Mà đó giờ mà có biết nấu nướng gì nữa trời. Thôi kệ, làm thôi. Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Mina. Hôm trước thì theo yêu cầu của một số bạn, Mina đã lên mạng và tìm hiểu 7749 bí kíp làm mứt dừa. Để hôm nay cùng làm cho mọi người xem mứt dừa hương hiệu Mina thì sẽ không lẫn vào đâu được đâu. Nên là mọi người xem đi rồi sẽ biết. Bây giờ thì làm thế nào? Đây, mình đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để làm món mứt dừa. Gồm 1 kg xoài non. Đây, mình đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để làm món mứt dừa, bao gồm 1 kg dừa non. Tại vì mình sẽ làm món mứt dừa đặc biệt, không hề giống với mứt dừa sợi ngoài chợ, cho nên là Mina đã chọn mua một loại dừa non. Chạm vào còn vẫn thấy mềm mềm như vậy nè. 500g đường trắng, bột cacao, bột matcha, sữa tươi. Mina sẽ làm mấy em bé mứt dừa baby bằng cái khuôn này nha. Đầu tiên là mình phải gọt hết những cái vỏ màu nâu bên ngoài, phải gọt cho thật sạch để khi ăn không có bị khó chịu nha mọi người. Vậy người ta làm mứt dừa bán người ta phải ngồi gọt gì hết hả? Thôi để em làm, đeo bao tay vậy. Chết quên rồi. Bây giờ còn có 2 miếng rồi đeo không? Đeo. Thôi kệ đi cho nó sạch. Thật ra thì mứt dừa này mình cũng đem lên bếp, mình cũng nấu nướng rồi các kiểu, vi khuẩn nó cũng sẽ chết hết thôi. Mình cũng chỉ là tiết kiệm bao tay thôi nha mọi người, chứ không phải là mình quên. Hơi hên lắm mới ăn được 2 cái miếng này nha. Sau khi cắt xong thì các bạn nhớ rửa 2-3 lần với nước sạch nhé. Cho nó sạch hết mấy cái này luôn. Bây giờ thì mình sẽ dùng những cái khuôn này để cắt những em dừa này thành những em dừa baby xinh xắn. Trời đất ơi. Thành công rồi nè. Ồ, dễ thương quá à. Trời ơi, sao tôi hay dữ vậy trời. Trời đất ơi, vận dụng cả công lực, sức mạnh, bao nhiêu năm ăn uống. Shit ơi, nó cứng quá đi. Xong. Bây giờ mình đã có một dĩa dừa thành hình như thế này rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nhúng một loạt dừa này qua nước sôi. Mình cũng không biết là để làm gì nữa, nhưng mà biết cái trên mạng chỉ vậy thì mình làm vậy thôi. Tay đỏ rồi nè. Hôm nay mình sẽ làm 3 vị, vị sữa, vị matcha và vị cacao nha. Nãy giờ thì mình chỉ làm bước sơ chế đơn giản thôi. 3 cái đồ quỷ làm sao làm khó mình. Trời ơi. Cái mẻ đầu tiên thì có vẻ không thành công lắm, nhưng mà mình nghĩ mẻ thứ hai và mẻ thứ ba sẽ thành công hơn mọi người. Cái gì nó cũng sẽ khởi đầu nan. Thôi không sao, cái nãy là mẻ đầu tiên cho nên là mình còn hơi lúng túng mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ làm 2 vị tiếp theo. Làm sao mà hư được nữa đúng không? Cái gì cũng phải có lần đầu. Ôi trời ơi. Sẽ vỏ dừa vô. Bây giờ thì nó sôi rồi cho nên mình sẽ cho bột cacao vào nha. Nó kỳ vậy ta. Nó hơi kỳ á. Nhìn như mực khè. Nhìn như đám mực khè của mẹ em vậy. Cái màu y chang. Em ơi kinh khủng quá. Không ngờ món ăn mình làm ra nó kinh khủng như vậy. Còn vị thứ ba, vị cuối cùng, chắc chắn mình sẽ làm được. 100% mình sẽ làm được. Nhìn mà chán. Trời. Hình như nó không ổn rồi anh ơi. Thôi cứ làm tới cùng coi như thế nào. Không có ra gì không? Trời đất ơi, hình như nó không ra được anh ơi. Em ơi. Sợ quá.
Để em chạy đi hỏi mọi người ở công ty xem có ai dám ăn không đã. Anh thấy thì sao? Em mời người yêu trong phim. Anh đẹp thế sao? Thương người ta, nó yêu người ta mà không ăn. Không ai dám ăn hết. Đừng có coi mấy cái này nữa. Thất bại là mẹ của thành công mà đúng không? Lần sau sẽ cố gắng làm tốt hơn. À, đây, em đã mua một túi mứt dừa mới để bù đắp cho anh và mọi người. Ít hơn đi ra chợ mua luôn á. Về, tạm chấp nhận. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip của Mina. Nếu như các bạn muốn mình làm thêm chủ đề gì thì nhớ comment cho Mina biết nha. Và nhớ ấn like và subscribe kênh của Mina nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.